Ngày hôm nay mình sẽ muối cà pháo nha các bạn. Thì đây là những trái cà pháo nè. Nói chung là các bạn mà muốn ngon hơn nữa thì các bạn dùng cái tăm á, đâm vô mấy cái trái này nè, xiên vô cho nó mau thấm, nó mau mau chua hơn nha các bạn. Còn muối thì nói chung là cái muối này á, các bạn nước muối này á, thì mình sẽ sử dụng cái nước nước sôi các bạn, mình pha với muối. Thì tỷ lệ thì các bạn cứ quan tâm như thế này nè, các bạn ăn mặn phải không, thì các bạn sẽ ăn sẽ pha cái giống như khi mà mình pha đó thì mình sẽ dùng cái muỗng múc một ít mình nếm thử ha, mình nếm sao mà mình cảm nhận được nó mặn hơn cái lúc bình thường mình ăn á thì là muối sẽ rất là nó sẽ chua thôi, không có gì hết, không cần phải các bạn quan tâm tỷ lệ gì hết, miễn sao là cái lượng nước đó, nó khi mà các bạn bỏ cà pháo vô á thì nó phải líp cái mặt nó để cho nó đừng bị đen thôi ha. Đó thì đơn giản lắm các bạn. Còn cái bình đó các bạn thì nói chung là các bạn sẽ sử dụng cái bình thủy tinh ha, bình nhựa cũng được. Tuy nhiên các bạn mình khuyên các bạn thì nên sử dụng bình thủy tinh, tại vì khi mà mình sử dụng bình thủy tinh á thì mình sẽ tán qua nước sôi á, sau đó mình sát trùng đó là mình phơi khô, phơi cho nó ráo nước hết nha, khô nước ha. Rồi mình bỏ cái nói chung là sẽ khi mà cái dụng cụ mà nó sát trùng á thì nó sẽ không nó an tâm hơn, với lại nó không bị hư đâu các bạn. Đó, cà pháo sau khi các bạn rửa xong thì các bạn sẽ các bạn để ráo nước rồi bỏ vô cái bình ha, chèn cho nó chặt lại, chèn càng chặt càng tốt. Đó, chèn càng chặt càng tốt nha các bạn. Chèn cho nó chặt xuống. Khi mà còn khoảng một khoảng không thế này nè thì các bạn sẽ sử dụng một cái bịch ni lông á, các bạn sẽ cho cái nước muối vô. Rồi các bạn để phía trên này để cho cái trái cà pháo này nè không bị nổi lên á, nó sẽ không bị đen ha. Còn khi mà nó nổi tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị đen. Đó thì đơn giản lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ chế cái nước nước muối á các bạn, nước muối mà đun sôi á mà để nguội nha. Đó mình chế vô. Đó. Như vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng một cái bịch ni lông á, một túi ni lông á, là mình chế nước là cho nó ém xuống như thế này nè, thì nó sẽ cái cà pháo mình nó không bị đen á các bạn. Thì đơn giản lắm. Rồi. Như vậy mình sẽ bỏ lên và mình đậy kín thôi, không có gì hết nè, đơn giản lắm. Rồi vậy mình sẽ để khoảng 3 bữa là nó chua. Rồi mình sẽ quay lại cho các bạn coi ha.